Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Ẩm thực và Cuộc sống. Hôm nay kênh xin chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn một mẫu bánh rau câu sinh nhật mới rất đơn giản mà xinh xắn, không cần phải tốn nhiều khuôn nha. Nguyên liệu của chúng ta gồm có 2 gói rau câu, một dẻo và một giòn, một ít màu lá cẩm, 300ml nước cốt dừa và 100ml sữa tươi, 250g đường cát, một ít lá dứa, khuôn hình trái tim, khuôn sô-cô-la nha, mình dùng khuôn này để làm ốp viền, và các cái rập hình trái tim như thế này. Các cái rập này chúng ta có thể sử dụng cái gì cứng cứng để mình cắt, mình vẽ, mình cắt cũng được nha. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đi trộn 25 rau câu giòn và 10g rau câu dẻo vào 250g đường cát. Trộn đều lên nha. Trộn đều lên, sau đó chúng ta hòa tan vào 2 lít nước nha. 2 lít nước lọc. Sau đó chúng ta có thể ngâm rau câu từ 1 tiếng để hạn chế rau câu ra nước nha. Rồi cho vào một ít lá dứa và nấu. Nấu đến khi nào mà rau câu sôi trong lên là được nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi đổ cái lớp mặt bánh trước. Chúng ta sẽ đổ cái lớp mặt màu trắng. Và chúng ta sẽ đổ vào cái khuôn hình chữ nhật này. Hoặc là cái khuôn tròn hay khuôn nào cũng được. Mình đổ một lớp dày vừa phải để một lát chúng ta sẽ cắt cái hình trái tim nha. Rồi bây giờ chúng ta đi pha màu tím nha. Đi pha một cái màu tím để chúng ta sẽ đổ vào một cái khuôn hình chữ nhật một lớp dày vừa phải bằng cái lớp màu trắng lúc nãy nha. Để một lát mình sẽ cắt thành những cái hình trái tim á. Rồi tiếp tục, bây giờ chúng ta sẽ đi pha màu để mình đổ lớp cái bánh nền lớp thứ hai nha. Lớp thứ hai này mình sẽ đổ 2 màu, màu trắng và màu tím nha. Mục đích là để một lát mình sẽ làm cái mặt bánh màu có 2 màu á, màu trắng và màu tím ấy. Ở đây mình pha màu tím hơi đậm một xíu để mục đích cho cái màu tím này nó ngấm xuống cái mặt bánh phía dưới. Một lát mình lật cái bánh lên mình sẽ nhìn thấy được cái màu này. Nên chúng ta sẽ đổ cặp theo các cái viền khuôn. Đổ cặp như thế này. Rồi còn cái phần chính giữa thì chúng ta sẽ đổ màu trắng vào nha. Rồi chúng ta có thể đổ cái màu trắng nó chồng lên luôn cái màu tím này luôn.
Rồi bây giờ những lớp ở phía sau này mình không đổ lớp nữa mà mình sẽ đổ sơn thủy nha. Đổ sơn thủy thì mình sẽ kết hợp hai màu, màu trắng, màu tím với một chén rau cao trong nha. Thì mình đổ lần lượt cứ một muỗng màu tím như thế này. Xong rồi đến một muỗng màu trắng kế bên như thế này. Và tiếp tục là một muỗng rau cao trong kế bên. Chúng ta cứ đổ như vậy, đổ lần lượt cho đến khi nào mà cái bánh đạt đến cái độ cao mong muốn là được nha. Nào cũng chúng ta cứ đổ sơn thủy như thế này, xen kẽ màu tím, màu trắng và rau cao trong vào. Đổ như thế này một lát nữa cái bánh mình cắt ra ở trong nó sẽ có cái vân đẹp lắm. Rồi bây giờ mình sẽ đi đổ kiếm cái viền nha. Cái ốp viền của cái bánh sử dụng cái khuôn sô-cô-la này nè. Để mình đổ các cái ô này màu tím. Mỏng thôi, một lượng mỏng thôi. Để một lát mình sẽ đổ một cái lớp mỏng màu trắng nữa. Tránh cho nó lan ra nha. Tránh để các cái ô này nó lan ra với nhau. Một lát mình đổ cái lớp màu trắng lên thì nó sẽ không có đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ cho một lớp rau câu trắng lên nha, một lớp mỏng thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi cắt những cái miếng bánh hình trái tim nhỏ nhỏ để một lát mình sẽ trang trí lên trên cái bánh nha. Mình sử dụng những cái rập hình trái tim như thế này, ịn lên và dùng dao mũi nhọn cắt thôi. Rồi chúng ta sẽ có được một số miếng bánh hình trái tim như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ lấy bánh ra và trang trí bánh nha. Dùng cái viền đó chúng ta sẽ đo cái chiều cao của cái bánh. Sau đó mình, nếu mà cái viền cao quá mình có thể cắt bớt nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi trang trí những cái miếng bánh hình trái tim lên nha. Có thể sử dụng cái chiếc dao nhọn cắt một xíu ở dưới cái bánh rồi cho nó vào. Và có thể trang trí thêm một cái lịch nhỏ nhỏ như thế này. Và trang trí thêm một cái que cắm chữ Happy Birthday lên nha. Rồi, như vậy là xong rồi.
rất là đơn giản mà xinh xắn. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy ủng hộ kênh bằng cách like và share. Và đừng quên click vào biểu tượng cái chuông để nhận thông báo khi kênh ra clip mới nha. Nếu cô chú anh chị nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để ủng hộ cho kênh nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.